Thiết lập thêm 3.000 giường hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 nặng tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 29 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã làm việc với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế giao cho các bệnh viện tuyến trung ương thiết lập hơn 3.000 giường hồi sức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để cứu bệnh nhân nặng nguy kịch. 3 bệnh viện thiết lập trung tâm hồi sức. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh vấn đề cần quan tâm nhất trong phòng chống dịch COVID-19 của thành phố tại thời điểm này là làm thế nào để cứu chữa được các trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch và giảm tỷ lệ không qua khỏi. Để tiếp tục cùng thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19, ngoài những lực lượng tinh nhuệ đã huy động trước đó, Bộ Y tế tiếp tục điều tất cả các đồng chí lãnh đạo cục vụ liên quan và các giám đốc các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, K, Phổi Trung ương, E, Lão Khoa, Hữu Nghị của Bộ Y tế và thành phố Hồ Chí Minh để cùng chung sức thiết lập nên hệ thống điều trị, đặc biệt là hệ thống hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, đồng thời Bộ trưởng khẳng định Bộ Y tế giao cho các bệnh viện tuyến trung ương thiết lập 3.000 giường hồi sức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc các bệnh viện tuyến trung ương sẽ làm giám đốc các bệnh viện hồi sức COVID-19 này. Theo đó, ngoài bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 1.000 giường do Bệnh viện Chợ Rẫy chịu trách nhiệm tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2, bệnh viện này đã đi vào hoạt động và đang tập trung điều trị cho các bệnh nhân nặng và nguy kịch. Bộ Y tế sẽ cùng với thành phố thiết lập thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực khác để tập trung điều trị bệnh nhân nặng và rất nặng. Bộ Y tế giao Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Trần Bình Giang kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện hồi sức COVID-19 của Bộ Y tế trên địa bàn quận Thủ Đức với quy mô 500 giường. Đồng thời, Bộ Y tế cũng giao Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hỗ trợ Bệnh viện Việt Đức về điều trị hồi sức bệnh nhân COVID-19 nặng. Giám đốc Trần Bình Giang cho biết ngay chiều qua đã đưa ekip gây mê hồi sức của Bệnh viện Việt Đức vào thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chuẩn bị sẵn 30% nhân lực của bệnh viện để sẵn sàng nhận nhiệm vụ của Bộ Y tế giao thiết lập trung tâm hồi sức COVID-19 với quy mô 500 giường tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong hôm qua, tôi đã yêu cầu đội ngũ này làm gây mê hồi sức cho Bệnh viện Việt Đức, tập huấn ngay lại về chuyên môn để sẵn sàng vào thành phố Hồ Chí Minh là bắt tay vào việc ngay, giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang nói. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn sẽ kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực của Bộ Y tế đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16 của thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 500 giường. Theo đó, Bệnh viện Bạch Mai sẽ cử các chuyên gia đầu ngành, trong đó có đội ngũ chuyên gia về hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực đã có kinh nghiệm hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và làm việc tại bệnh viện hồi sức này. Ngay trong chiều nay, đoàn sẽ lên đường bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Trung ương Huế được giao nhiệm vụ thiết lập trung tâm hồi sức quy mô 500 giường trên cơ sở bệnh viện dã chiến số 13. Ngoài ra, ban giám đốc các bệnh viện Phổi Trung ương, Lão Khoa Trung ương, E và K được giao nhiệm vụ sẵn sàng chung sức thiết lập thêm một trung tâm hồi sức tích cực khác khi cần. Giám đốc các bệnh viện tuyến trung ương cho rằng, tuy theo tình hình thực tế có thể điều phối nhân lực phù hợp, đồng thời đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cần lên phương án cụ thể về nhân lực để các chuyên gia hồi sức của các bệnh viện do Bộ Y tế điều động vào cùng tập huấn chia sẻ về chuyên môn để bắt tay ngay vào công việc. Về cơ sở vật chất cũng vậy, dựa trên các điều kiện đã có của các bệnh viện thiết lập trung tâm hồi sức tích cực để thiết lập thêm dần đáp ứng công năng điều trị. Đội ngũ chuyên môn luôn sẵn sàng nhưng cần thiết nhất là phải có trang thiết bị, hậu cần đáp ứng, giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang nói. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng để các trung tâm hồi sức tích cực của các bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hoạt động hiệu quả, thành phố cần thiết lập một trung tâm điều phối hỗ trợ các trung tâm hồi sức tích cực để mọi hoạt động được nhịp nhàng, hiệu quả trong điều trị bệnh nhân nặng. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cần phải đảm bảo các công tác hậu cần để các trung tâm hồi sức tích cực hoạt động hiệu quả. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đều nhất trí với phương án của Bộ Y tế và chỉ đạo các sở ngành liên quan nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị của Bộ Y tế triển khai thiết lập các trung tâm hồi sức tích cực này với tinh thần nhanh nhất vì sức khỏe của người dân. Không thiếu oxy trong điều trị, một vấn đề được quan tâm tại buổi làm việc là đảm bảo oxy để điều trị bệnh nhân nặng. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình Y tế, Bộ Y tế khẳng định nguồn cung cấp oxy cho điều trị bệnh nhân COVID-19 hiện không thiếu. Vụ đã làm việc với các nhà cung ứng và yêu cầu phải đảm bảo sản xuất, đáp ứng cho nhu cầu phòng chống dịch. Một số đơn vị sản xuất đặc thù cho biết sẽ chuyển đổi công năng để sản xuất oxy, khí nén khi cần. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hơn 10 đơn vị đang cung ứng oxy cho thành phố. Để thiết lập thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, vụ đã trao đổi với các nhà cung cấp vào chiều hôm nay, ngày 29 tháng 7. Các nhà cung cấp sẽ cùng các chuyên gia của Bộ Y tế và
các bệnh viện tuyến trung ương sẽ tiến hành khảo sát và lên phương án triển khai cung ứng. Vụ trưởng Nguyễn Minh Tuấn thông tin, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị vụ trang thiết bị và công trình y tế phải trao đổi lại lần nữa và yêu cầu các nhà cung ứng phải cung cấp oxy cho tất cả các bệnh viện tuyến quận huyện của thành phố. Không được phép để thiếu oxy trong công tác điều trị ở thành phố, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh. Về vấn đề cung ứng thuốc đảm bảo cho điều trị, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Vũ Tuấn Cường khẳng định, đến hiện nay, việc cung ứng thuốc vẫn đảm bảo phục vụ điều trị. Đối với một số thuốc đặc thù, dịch truyền, Cục Quản lý Dược đã thông tin đề nghị các cơ sở điều trị rà soát lại ngay và báo cáo lại Cục Quản lý Dược để Cục điều tiết trong cả nước cho phù hợp nhằm đảm bảo thuốc cho điều trị. Về công tác khám chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho biết có 10 bệnh viện tuyến trung ương đang hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục đã yêu cầu các bệnh viện tuyến trung ương khác sẵn sàng hỗ trợ nhân lực, thiết bị cần thiết cho Thành phố Hồ Chí Minh khi có yêu cầu. Thưa quý vị, giống như nhiều địa phương khác trên cả nước, Đồng Tháp cũng đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Chính phủ trên toàn tỉnh. Nhiều chốt chống dịch được dựng lên để kiểm soát địa bàn, ngăn chặn dịch bệnh. Ở đây, dù ngày nắng hay đêm mưa, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn kiên trì trực chốt với quyết tâm bảo vệ an toàn cho nhân dân. Thời tiết bất chợt nắng mưa của những ngày tháng 7 đã khiến cho điều kiện chống dịch ở các chốt gác càng trở nên khó khăn hơn. Hơn 22 giờ đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, thì các cán bộ, chiến sĩ và cả tình nguyện viên ở chốt gác ấp thị xã Thường Lạc, huyện biên giới Hồng Ngự vẫn miệt mài với công việc chốt chặn, kiểm soát các hoạt động lưu thông qua địa bàn khi địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16. Được ủy ban nhân xã thành lập rất là nhiều chốt, nhưng mà đối với cái chốt kiểm soát ở đây thì có 4 tổ, thì anh em cứ xây tour theo mỗi một tổ thì trực 4 tiếng đồng hồ. Chúng ta kiểm tra thứ nhất là chứng minh nhân dân, cái thứ hai nội dung mà của người ta đi đến đâu, nội dung có mục đích có đúng yêu cầu hay là không. Cái thứ ba là kiểm tra gì giấy tờ như là test nhanh dịch tễ hoặc là test real time. Nếu mà họ mà có yêu cầu chính đáng và có đủ tất cả các giấy tờ trên thì chúng ta cho tiếp tục vào địa phương. Nhiều đêm liền, các cán bộ chiến sĩ nơi đây đã căng mình làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Mọi người đều thấm mệt, nhưng nhiệm vụ vẫn đặt lên hàng đầu. Chỉ riêng trên tuyến tỉnh lộ DT841 đi qua huyện Hồng Ngự về cửa khẩu giáp biên Campuchia, dài chưa đầy 10 km, đã có 5 chốt chống dịch được bố trí. Họ không chỉ nêu cao nhiệm vụ kiểm soát người dân hạn chế đi lại, còn ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trời nắng thì mệt, thì nói chung thì nó nhẹ hơn cái trời mưa. Trời mưa thì giông gió, nói chung thì nó thì gió rồi chỗ ăn ở nó là trực, nói chung có cái là nó cũng vất vả, thì sức khỏe cũng có giảm mà nhưng cũng quyết tâm để phòng chống dịch cùng với đảng nhà nước để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng gặp khó khăn, thì có những đêm mưa gió thì các anh em thì những cái liều tạm bợ như thế này thì cũng ảnh hưởng về mưa, nhưng mà trên tinh thần phòng chống dịch chung của cả nước nhưng xã Thường Lạc nói riêng thì anh em tụi tôi hết sức là cố gắng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ. Lại một ngày nữa qua đi, các thành viên chốt gác lại bắt tay vào công việc bất đắc dĩ này, nhưng dần lại thành quen. Mừng là một ngày nữa bình yên khi tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát. Đó chính là động lực để họ tiếp tục tình nguyện canh giữ giấc mơ bình yên của bao người và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.